Minh Vi xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Tin sáng ngày 31 tháng 10. Trước khi bắt đầu chương trình, Minh Vi xin mời quý vị hãy cùng với Minh Vi điểm qua những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Nhóm dịch vụ tăng đẩy CPI cả nước tăng trong tháng 10 năm 2017. Từ 1 tháng 11, Mitsubishi Việt Nam bắt đầu triệu hồi 2.500 xe Pajero. Cắt giảm tối thiểu 400.000 biên chế trong 4 năm tới. Thưa quý vị, theo tính toán, trong tháng 10 năm 2017, nhờ vào đà tăng của lĩnh vực dịch vụ đã kéo chỉ số CPI của cả nước tăng 0,41% so với tháng 9 năm 2017. So với cùng kỳ năm trước, thì CPI tháng 10 tăng 2,98%, tăng 2,25% so với tháng 12 năm trước. CPI bình quân 10 tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ năm trước tăng 3,71%. Tuy nhiên, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tất cả các nhóm ngành thì nhóm ngành dịch vụ có tốc độ tăng giá mạnh nhất. Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất với 2,14%, nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,63%, giao thông tăng 0,61%, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,31%. Bên cạnh đó, thì việc điều chỉnh tăng giá xăng dầu vào ngày 20 tháng 9 cũng tác động làm chỉ số giá nhóm nhiên liệu bình quân tháng 10 tăng 1,44% so với tháng trước. Ngoài ra, giá dịch vụ y tế cho đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế tại 9 tỉnh, thành làm giá dịch vụ y tế tăng 2,79%. Theo thống kê, thì bình quân 10 tháng đầu năm, lạm phát chung có mức tăng cao hơn lạm phát cơ bản. Mới đây, Cục Hàng không Việt Nam cho biết để tiến hành rà soát các phương án quy hoạch cũ của sân bay Tân Sơn Nhất và thiết kế, đưa ra các phương án quy hoạch mới, Cục Hàng không sẽ thuê công ty tư vấn ADPI của Pháp để thực hiện việc này. Nhằm đưa ra được một phương án quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất khả quan và hợp lý nhất, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định thuê công ty tư vấn ADPI Engineering của Pháp để rà soát, nghiên cứu quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất và đưa ra các ý tưởng quy hoạch có tính khả thi. ADPI là công ty quản lý thiết kế các công trình phức hợp sân bay như nhà ga hành khách, tháp điều khiển, nhà ga để máy bay và có trung tâm bảo dưỡng máy bay tại các sân bay ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Seoul, Dubai. Phương án được Bộ Giao thông Vận tải đưa ra trước đó nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc ở phía ngoài sân bay cũng như tăng công suất hoạt động lên 43 đến 45 triệu hành khách một năm, là dự kiến bổ sung đường lăn song song, hệ thống đường lăn nối và xây dựng bổ sung nhà ga T4 mà không phải giải phóng mặt bằng khu dân cư với thời gian thực hiện quy hoạch nhanh trong 2-3 năm. Dự kiến phương án quy hoạch cuối cùng, việc nghiên cứu quy hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất sẽ trình Thủ tướng xem xét quyết định vào cuối tháng 12 năm 2017. Chuyển sang những thông tin tiếp theo, mới đây công ty Mitsubishi Việt Nam cho biết họ sẽ bắt đầu tiến hành triệu hồi 2.500 xe Pajero trên phạm vi toàn quốc để thay thế ngòi nổ túi khí phía người lái và hành khách. Mitsubishi Việt Nam cho biết đối với một số ngòi nổ túi khí phía người lái và phía hành khách, chất xúc tác ammoni nitrat bên trong ngòi nổ túi khí có thể bị biến chất do tác động của sự thay đổi nhiệt độ dưới điều kiện khí hậu ẩm ướt trong thời gian dài sử dụng. Vì thế, vỏ đường của ngòi nổ có thể bị vỡ ra khi túi khí được kích hoạt. Với lý do phòng ngừa xảy ra sự cố, Mitsubishi sẽ triệu hồi khoảng hơn 2.500 xe Pajero nhập khẩu từ năm 2007 đến năm 2016 trên toàn quốc, trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 11 năm 2017 đến ngày 31 tháng 10 năm 2019 để thay thế túi khí. Cục đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo, với những người đang sử dụng dòng xe Pajero của Mitsubishi, sẽ phải cần đưa ngay đến các đại lý ủy quyền của Mitsubishi Việt Nam để kiểm tra thay thế ngòi nổ túi khí phía trước để đảm bảo an toàn. Trong chuyên mục con số mỗi ngày ngày hôm nay, Minh Vi xin được đề cập đến con số 400.000. Đây là số lượng biên chế tối thiểu sẽ bị cắt giảm trong 4 năm tới. Mới đây, Hội nghị Trung ương Đảng 6 khóa 12 vừa ban hành Nghị quyết 18 về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Cụ thể, trong 4 năm tới, năm 2021, mục tiêu sẽ giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015. Tương ứng với mục tiêu trên, tới năm 2021, cả nước phải cắt giảm tối thiểu 400.000 biên chế. Để đạt được mục tiêu trên, hệ thống bộ máy nhà nước cũng sẽ thực hiện sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, giảm số lượng thôn, tổ dân phố, đồng thời cần phải giảm số lượng đơn vị trong các bộ. Hội nghị Trung ương 6 đã thống nhất yêu cầu tinh gọn đầu mối bên trong, giảm cơ bản số lượng tổng cục, cục, vụ, phòng, không thành lập tổ chức mới, không thành lập phòng trong vụ. Theo kế hoạch, trong thời gian tới, có thẩm quyền sẽ phân công cụ thể cho từng cơ quan đơn vị nhằm thực hiện mục tiêu cắt giảm tối thiểu 10% biên chế vào năm 2021.
Thưa quý vị, khép lại phần 1 chương trình Tin Sáng, Minh Vi xin mời quý vị đến với phần 2 qua những nội dung ngay sau đây. Nhiều gia đình tan vỡ giữa Tây Ban Nha và Catalan. Thành phố ô nhiễm nhất nước Đức kêu gọi người dân bảo vệ môi trường.